một chiếc máy bay Boeing 757 của hãng hàng không Delta Airlines bất ngờ rơi bánh trước khi đang chuẩn bị cất cánh, Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ cho biết hôm 24 tháng 1. Vụ việc xảy ra hôm 20 tháng 1. Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ, FAA, xác nhận chuyến bay 982 của hãng Delta Airlines đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson lúc 11 giờ 15 phút giờ địa phương, thì phần bánh phía trước của chiếc máy bay Boeing 757 bung ra và lăn xuống một ngọn đồi. Chuyến bay dự kiến đến Bogotá, Colombia. Thông báo sơ bộ từ FAA cho thấy 184 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều an toàn sau sự cố. Hành khách trên chuyến bay này phải đổi sang máy bay khác. Theo New York Times, tờ báo đưa thông tin đầu tiên về vụ việc đêm ngày 23 tháng 1. Tờ báo cho biết Boeing từ chối bình luận và chuyển câu hỏi cho hãng hàng không. FAA cho biết cơ quan này đang tiếp tục điều tra vụ việc. Boeing đang bị các cơ quan quản lý liên bang giám sát chặt chẽ sau vụ một cánh cửa bị bung ra giữa chuyến bay trên chiếc Boeing 737-900ER. Không ai bị thương nặng trong vụ việc, nhưng FAA đã đình chỉ bay 171 máy bay MAX 9 và đề nghị hãng kiểm tra cũng như khắc phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.